Còn ở hạng mục dành cho nam, Hoàng Đức đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Không chỉ tài hoa trên sân cỏ mà anh chàng này cũng tỏ ra là một người cực kỳ khéo léo ở những hoạt động bên lề ngoài bóng đá. Mới đây, Hoàng Đức và các đồng đội đã có hoạt động ý nghĩa, góp phần phát triển kinh tế tại quê hương Hải Dương của mình. Chiều qua, các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel bao gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Trọng Đại đã trở về quê nhà Hải Dương để tham gia lễ hội thu hoạch cà rốt và giúp quảng bá hình ảnh nông sản của quê hương. Trong buổi lễ này, Hoàng Đức và các đồng đội đã được thưởng thức những chế phẩm từ cà rốt và cùng bà con nông dân Hải Dương xuống ruộng tham gia vào hội thi thu hoạch cà rốt, tạo ra một không khí rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Đây là lần đầu tiên Đức cũng đã được về và cũng được tham dự lấy giải đầu tiên của tỉnh, thì Đức mong rằng các năm tới nếu mà có tham gia những cái lễ hội như thế này nữa thì Đức rất mong sẽ có một sự có mặt để tham gia một lễ hội thật là rực rỡ và hoành tráng hơn. Hàng năm thì sẽ lên tổ chức một lần cái lễ hội như ngày hôm nay thì sẽ giúp được rất nhiều sự quan tâm của báo chí cũng như là người để ý đến cái lễ hội này. Với sự xuất hiện của Hoàng Đức và các đồng đội, rất đông người dân đã tới theo dõi và cổ động cho cuộc thi. Được biết ngay sau cuộc thi này, những chuyến xe đầu tiên sẽ được xuất khẩu. Sau khi cuộc thi kết thúc, Hoàng Đức đã trở lại Hà Nội để di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tham dự gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam, nơi anh đang là ứng cử viên cho danh hiệu cao nhất.